Xin chào tất cả các bạn, thì chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên đội của mình. Thì video này sẽ lại tiếp tục để mới stage 4 của game League of Fighters 2. Và lần này mình sẽ lựa chọn một giải pháp khác, một đội hình khác để có thể vượt qua được stage 4 này. Và mình đã có đội hình trong đầu rồi, đó chính là một nửa Freezen và một nửa Freezy. Mình sẽ cho lửa băng kết hợp với nhau. Mình chỉ đây chỉ là linh cảm của mình khi chơi stage 4 này với đội hình này. Chứ không biết là có qua được không. À rồi. Mình đi chơi Freeze thì mình cứ chạy thôi, chạy vào thôi, cũng không cần. Bởi tôi quá nhiều sức bắn trường làm gì cả, cứ chạy thôi bởi vì cái trường chạy đuổi của Freeze là trường. Chẳng phá được ấy. Mình phải giải cứu cho mình thế. Wow. Ui. Một người chết rồi kìa. Một Freezer đã chết. Thằng David vào đây và đấm mình phát đúng lúc mình chạy. Và đó như kiểu phủ hết cả cái gì mình còn nói vừa nãy. Đó không thể cản phá được cái trường chạy của lại. Ok, xong rồi đằng sau mình chạy một mạch vậy. À, thực ra có Firen ấy. Firen này. Mình đang cố tìm một thằng Freezy mất máu ít để mình có thể kết hợp để hóa thành cái gì đó các bạn sẽ biết sau nhé. Đừng giải cứu đã, giải cứu nhanh. Để sau này đi bỏ đỡ thấy đi. Mình chạy hai đợt, đợt đi đợt về. Cứu đi, cứu đi. Nói chung chơi Freeran chỉ chạy thôi. Không có đánh chẳng là gì được. Ok, là sao xong rồi. Stage 42 này cũng dễ thôi. Lên đến 34 nó mới căng thẳng. Ôi trời ơi. Ôi trời luôn. Nhìn mình ghi bắn quả rồi. Thì họ tổng có hơn 1000 máu, team mình gần 2000. Ủa, cả đội Freeland chết hết. Ôi trời, lần càng thua. Còn 6 đứa kìa, thua rồi. Thua không nhỉ? Ôi, mình bị thua đấy. Đúng một ông kìa, lên đi, kim rồi kìa. Ok. Thua rồi. Một ngay stage 42. Đây là đội hình này của mình đã thất bại. Mình sẽ lựa chọn một đội hình khác. Bại rồi. Bây mình sẽ chơi tổng hợp nhé. Mình sẽ tổng hợp có ăn được không.
reset. Ok, mình vẫn chơi Furen tiếp. Xem biết tin mình có ăn được không. Giờ còn hội tụ tất cả các anh tài ở đây rồi. Mong mà qua được. Càn cả băng luôn này. Kiểu bức đau thế. Lên. Chơi còn hay luôn. Xong rồi. Lên. Không biết team mình làm bằng gì không. Một con là step 4 này. Để lên với step 5. Vậy mình tua step 42 đúng không? Đấy, mình thấy mình tua step 42. Ủa, mình phải giữ mạng quá. Mình phải trong thủ chốt trước này. Ui. Nó thuộc theo đúng tầm ấy. Ok. Cái thật. Nó lại khốn điệu. Ok, xong rồi kìa. Hay. Lên được, lên tới 43 được rồi. Ngon. Lên uống nước, thôi. Thôi giỏi tao. Ủa, Woody chết luôn rồi. Nhanh thế. Mình phải cầm một chai thuốc á, chai thuốc dầu. Dầu ô liu. Ôi. Cho mình uống ạ. Khó lắm. Chơi team tổng hợp mới dễ thua. Nhưng không làm mình cũng phải thử thôi. Chỉ hết này. Chỉ ngã dạ luôn, 25 rồi. Không thể nào ăn được. Thôi. Đừng chết, please. Chạy đây, chạy đến cuối đây.
chết luôn. Khó quá. Không qua được. Sư sư thấy bị quăng như ấy kìa. Rồi, mình sẽ chơi đội hình ấy vậy. Đội hình nửa đánh xa, nửa đánh gần. Mình sẽ cầm Henry. Team trên sẽ là Henry, team dưới sẽ là một thằng đánh gần, Châu. Và các bạn đã biết ai rồi, chỉ Lewis. Mình sẽ để Lewis xông pha, còn mình sẽ đứng. Mình đứng đằng sau bọc hậu. Ok, lên. Để lưới lên thôi. Tại vì từ đằng sau tìm vừa công vừa công vừa thủ. Nhắm mấy thằng cầm đầu trước mẹ sẽ dễ ăn được. Xong mọi thứ vẫn rất ổn định. Vâng rồi nhau, mọi người đã chết rồi. Ok, đây. Mình sao chưa đi? Đổ quá. Đi nó xung pha kinh thật. Rồi này nữa. Ok, hay rồi, đi. Không còn mấy thằng đằng sau nữa. Xin nó lắm thế. Mình chết xong chưa? Xử lần trước. Được, lên tiếp, lên, lên. Ổn đấy. Mình nghĩ là ổn. Anh em uống thôi. Vẫn thuốc không cho đứa nào đấy. Rồi, đây, 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 đây. Về sau, về sau, về sau. Càng đấy, một thằng Harry chết rồi kìa. Đồng quá. Trước sau ấy cả. Không gì được. Lên. Quả lên. Lên.
Ủa đồng thế. Khiếp. Lên. Chưa. Đồng quá. Bọn đằng sau nó đông thế. Anh em tụ tập về đằng sau thôi. Đánh lùi. Đằng trước này xin này. Đằng trước. Sao toàn bọn lên nhẹ nhép rồi. Bình tĩnh. Mới còn cái bà kia bớt máu mà khỏi sợ. Bình tĩnh thôi. Chờ mình phải đứng lùi sau. Mẹ sao vẫn còn. Rất nhiều luôn. Cứ tập trung chỗ này mà đánh. Mà nó đang hết rồi mình sau ấy. Rồi phía sau hết rồi đấy. Về lên lên đánh thôi. Đánh vào trước rồi. Hết chưa? Ok. Xong xong step 3. Ngon. Step 4. Thôi đúng thôi đúng thôi. Con này định muốn trớn vào đây. Cấp thuốc. Em uống lên máu. Tí không bao nhiêu đồng đội rồi. Sao vậy? Cả nào sau trước. Quá. Ui, phi ve các thứ lên hết đây rồi. Hai gấp Luis được đấy. Quả quả được đấy. Kia chết đi. Chìm bay tứ tung. Phải giết cái con cái chít thời con hồi máu bên nó chết rồi đúng không? Ok. Nghĩ ổn rồi. Sao sử dụng rồi? Ok. Một lưu đã chết. Đội hình nói chung vẫn còn khá là dày. Con này bên nó ơi. Chết đi. Lợn. Ok. Còn đơn nữa không? Một đơn nữa hay hết rồi. Thế hay rồi. 45. Ui gặp ấy rồi. Gặp gặp gì cái con này là kết hợp của Furem và Freezy. Khỏe quá. Đi đâu đây chơi đây chơi đây chơi đây. Đi tập trung cái thằng này. Này khỏe. Chết rồi, chết rồi đấy. Ui, hai đợt thổi sáo cơ mà. Chết. Này là sự kết hợp của Fizzy và Freezen. Cũng khỏe. Lên. Tập trung giết thằng Freezen rồi. Này là bốt rồi. Chồng phết đấy, vừa đùa rồi. Lên tiếp. Ui mày nó khỏe lắm. Kết hợp của hai đứa mà. Lên. 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 Tất cả lũi chết hết rồi. Ui khỏe vậy. Thủ tới lưỡi rồi không chết đó. Thủ tới lưỡi rồi luôn không chết. Không chết luôn. Không chết luôn. Không có nữa này. Không chết. Chết luôn, mình chết rồi. Quá khỏe. Thua. Anh không giết được. Dạ mà. Quá khỏe.
quá trầu. Được, thế tôi sẽ lại tìm mày, lại tìm mày. Để tìm đầu tiên lên được thứ 45, mình tin tìm sẽ thắng được. Đến lúc chơi tiếp. Đến sau thì đi, đến sau thì đến sau. Các bạn cái lúc mà lên step 45 ấy là lượng máu của team mình cũng mỏng rồi mà lại có thuốc. Cái bố ví ở đâu? Mình phải làm cái lò đó tập trung giết cái thằng trùm ấy, cái chết là coi như là yên tâm. Thực sự là lượng sát thương là cái sự ảnh hưởng của nó quá quá lớn. Để sau này, sau này, sau này, sau này, sau này. Để con này bốc lốp chứ giờ. Để sau trước. Mẹ, thằng lợn phi ren này. Được. Ông nó ra đây. Bíp à? Chưa ai chết cả. Thì lực vẫn rất là... mình mới cách ăn được thằng kia rồi. Không được thử sao. Tập trung bắn, ngắm bắn nó thôi. Không, không cho tung trưởng. Lên. Anh em cần tút trận này đây. Thôi đừng thử sao. Cầm thuốc. Hai thằng cận chiến cùng ra một lúc. Một giờ chết rồi. Ồ, Louis chết rồi. Ồ, Louis bị sụp phá kế quá. Chết rồi, Woody chết rồi. Ồ, một Henry cũng chết luôn này. Cố gắng qua step này đây. Qua được cái step 3 này.
trận cuối cùng lại có team đằng sau cơ, đang cho nó nhảy trực tiếp một đường luôn. Team mình phải đánh lùi để nó lên, mình không nên lên, để nó lên trước. Đúng rồi. Đây rồi, vùng 4. Let's go, let's go. Go, 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 go. Thôi, 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 thôi. Ui, thôi, ui. Không có thằng bú được sữa. Mày cày vai. Cày vai đây. Ờ, là sao vậy? Ui dồi. Điều này vì gì? Ui, đừng. Ui, trời, không một. Ô, đừng chết, thì nó sơ đâu có sơ. Đừng. Step 4 này luôn luôn là có hai thằng này ra để đánh dấu cái sự phát triển của step 5. Tưởng có hai thằng. Lên nhìn chó thế vào đấy nhá, có hai thằng kia bị chồng hai phát thổi nhưng mà vẫn sống được. Ủa, cái tiếng sáo này cũng phải cản được cái trường lửa đấy, trường đập vào đây là tạo thành một cái từ trường. Đừng. Lên đi. Đi với thằng khốn. Lên tiếp. Mày thấy bà kia bước khỏe. Đây thôi. Đừng chết. Please. Đừng chết tìm thua. Ủa đừng, nè. Em cố gắng thủ sau thôi. Rồi, thua luôn state này. Ui. Con chó kìa. Rồi, thế giờ, thắng. Ui, đừng. Không sao, còn một con thôi. Ăn đi, ngon. Cố lên. Chết phải đi, lợi. Rồi, ok. Vãi phê, ui. Rồi nha, đánh lùi thôi, tính từ thôi. Thuốc không? Đéo thuốc nữa, kìa rồi. Ui đi, ui giời ơi. Đéo lên. Đánh lùi thôi, đéo lên. Thảo lên giết trước. Ui thằng chó này, thủ trưởng khó chịu vãi. Ui dồi ôi, anh em đéo đủ máu, đéo thừa được đâu. Ui né ra. Ngạc ngơ vãi. Ui dồi ôi, thả như mưa. Sắc. Cố lên. Ui ôi. Giận cất kinh thật. Còn 3 đứa. Rồi, thua luôn. Quá khỏe.
Nhìn nhìn nó bắn trường nhỉ. Quả trứng vô tận. Thôi thì nói chung là mình nghĩ là team này mình sẽ có thể ăn được Tết 45 này, nhưng mà chưa phải lúc. Thì các bạn theo dõi video phần này của mình. Và mình nghĩ là mình sẽ qua được Tết 4 này thì mình có thể hài lòng được. Và các bạn theo dõi video của mình, nếu thấy hứng thú hãy để lại một comment hoặc đăng ký kênh để mình có động lực làm video tiếp. Chào các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.